còn lại là rất ít cây đứng. Xin hướng dẫn cho tôi cách để giải quyết trong trường hợp này như thế nào. Dần vấn đề này chúng tôi xin mời thạc sĩ Lê Công Bằng có thể tư vấn giúp cho anh Lê Văn Sáu không ạ? Xin chào anh Sáu. Thì cái hình ảnh anh cung cấp chúng tôi thấy thì đúng là cái lúa của anh hiện nay thì theo chúng tôi thì nếu khắc phục lại thì chúng tôi nó không thể. Tại tỷ lệ cây lúa còn đứng thì rất ít, và cái lúa xanh nằm xuống thì nếu mà muốn có cái lúa này nó đứng trở lại và phát triển thì anh cũng mất cái thời gian khá lâu, và lúc đó thì cái hiệu quả không có. Thì tôi biết thì tình trạng người dân thượng chúng ta thì cũng đang xuống giống, thì thời điểm này thì anh theo tôi thì anh nên bỏ ruộng này, chúng ta đưa nước lại và chuẩn bị trực xạ lại cái mới thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì chúng ta cố gắng đeo chú tán khắc phục cái tình trạng này thì cái hiệu quả về cũng không cao, lúa cũng không đạt được, và là cái chuyện thứ hai nữa là cái năng suất của anh nó sẽ bị cũng như là năng suất anh sẽ bị không được cao rồi đó. Mà hiện tại thì nếu anh khắc phục lại thì tôi cũng vài lưu ý với anh. Cái thứ nhất là anh đưa nước vào và giữ nước bình thường, và thứ hai mình mua lúa giống mới về mình xử lý. Và tôi cũng khuyên anh là nên xử lý, bên công ty chúng tôi có sản phẩm Latte nên xử lý. Tại vì trong điều kiện như thế này, nếu mà có sản phẩm có xử lý Latte thì cái lúa anh sẽ có sự nảy mầm khác hơn, sẽ tốt hơn nhiều so với trường hợp này. Và cái lưu ý thứ hai đó là nếu mà gặp điều kiện trời mưa thì anh không, sau cơn mưa anh không nên rút nước liền, mà chúng ta quan sát bầu trời, chừng nào thấy trời quang mây tạnh gì đó. Cái này thì nói chung nó hơi khó, nhưng mà con, nếu mà con có kinh nghiệm thì con nhìn trời chúng ta cũng biết, thì lúc đó ta hãy rút nước ra để đảm bảo được chúng ta rút nước là trong vòng 1 đến 2 ngày trời nắng, thì lúc đó cái lúa chúng ta mới phát triển mình tốt. Còn nếu trường hợp chúng ta rút nước ra được chừng vài tiếng trời tiếp tục mưa tiếp thì chúng ta làm như thế hoài thì tình trạng giống như cái tình trạng hình ảnh anh gửi về đó là hình trạng khá phổ biến. Mà nếu chúng ta áp dụng như thế thì có nghĩa là chúng ta nên giữ nước lại nếu như trường hợp chúng ta thấy trời tiếp tục mưa, và sau khi 2 đến 3 ngày chúng ta thấy cơn mưa nó hết hoặc ít thì lúc đó chúng ta hãy rút ra và chúng ta sẽ dưỡng cho cây lúa chúng ta nó tốt và phát triển lại. Một vài thông tin cung cấp anh, cũng hy vọng anh sẽ có biện pháp tốt đối với vụ của mình. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng với những thông tin vừa rồi. Và cũng theo cái cũng tương tự như trong cái trường hợp này thì trước đây chúng tôi cũng trong quá trình làm phóng sự chúng tôi cũng phát hiện có một trường hợp tương tự là cũng có một cái ruộng của một bác nông dân là giai đoạn đầu đó thì cái giống nó cũng èo ụt giống vậy. Cái sau đó thì chủ ruộng này là khắc phục được cây lúa ruộng lúa nó xanh tốt trở lại. Tuy nhiên khi mà giáp một tháng sau á thì chủ ruộng mới phát hiện là cỏ nó nhiều hơn lúa đó, cho nên là phải cắt bỏ hết. Như vậy thì chúng ta đặt ra vấn đề là nếu như bà con mà phát hiện sớm được cây nào là lúa hay nào là cỏ thì chúng ta sẽ có cái cách khắc phục giống như thạc sĩ Lê Công Bằng nói là có thể chúng ta bỏ và chúng ta xả lại cũng được. Cho nên nhân sự có mặt của phó giáo sư tiến sĩ mà Thành Phụng ở đây á, thì phó giáo sư có thể tư vấn cho bà con được biết là làm thế nào để có thể phân biệt sớm được cây nào cây lúa, cây nào cây cỏ để giúp cho bà con khắc phục tình trạng này không ạ? Thưa bà con nông dân và quý khán giả, ở đây nó có hai từ mà chúng ta phải làm rõ. Cái từ thứ nhất là cỏ. Như vậy là cỏ là các nhà khoa học đã hướng dẫn rồi. Đặc điểm cái cỏ là nó, thí dụ như nó không có cái tai lá, rồi là nhổ lên cái rễ nó mập hơn, nó trắng hơn. Nó, và như vậy là, thí dụ cỏ lồng vực là giai đoạn mà nhỏ đó, có thể cái gốc cái bẹ nó hơi tím tím một chút, thí dụ thế. Thành ra nông dân mà, nông dân nòi đó, thì rất dễ phân biệt là cây cỏ với cây lúa. Nếu mà chúng ta nhổ lên quan sát thật nhanh đó. Tuy nhiên ở đây nó còn cái từ thứ hai là lúa cỏ. Lúa cỏ là cái gì? Tức là cái lúa đó không trồng mà mọc, tức là mình không có muốn trồng nhưng nó mọc, tức là đó là lúa rài đó, cái lúa quen, cái lúa ma, cái lúa mà nó rơi rụng cái hạt của cái vụ trước, nó nằm trong đất rồi nó mọc lên. Như vậy ở đây là lúa cỏ. Thành ra có hai vấn đề chúng ta phải phân biệt như thế để chúng ta xử lý. Nói chung lại là lúa và lúa mà không trồng mà mọc đó, rồi những cái hạt cỏ là những đối tượng tranh giành dinh dưỡng nước và ánh sáng của cây lúa trồng của chúng ta phải tìm cách xử lý đó. Đầu tiên là tìm cách xử lý, sau đó chúng ta sẽ trả lời cái câu là cách nào phân biệt đấy. Bây giờ theo các nhà khoa học đó, thì quản lý lúa cỏ đó nói chung là phải quản lý tổng hợp. Việc đầu tiên là hạt giống mình đem như mình trồng đó là phải hạt giống mà tạm gọi là có nguồn gốc hạt giống xác nhận, nó không có lẫn cái hạt cỏ trong cái nguồn giống gieo xạ. Nếu hạt giống mình tự để thì mình phải khử lẫn thật kỹ, rồi phơi phong riêng để mà gạt riêng để tránh lẫn hạt cỏ. Thì sử dụng cái nguồn giống đó thì là chúng ta
sẽ biết trước được là chúng ta hạn chế cái sự xâm nhập của cỏ dại vào trong ruộng chúng ta. Thứ hai, cái đường nước, nó hạt cỏ có thể nó lây lan theo cái đường nước, thì mình tìm cách sau đó mình ngăn để mà cái đường nước nó không có lây lan những hạt cỏ của cái ruộng khác nó vô cái ruộng mình đó. Rồi vấn đề thứ ba là giải, nếu mà cỏ nhiều quá, tức là cái lúa rài, lúa cỏ, lúa quang, lúa ma nhiều quá, thì mình đành phải áp dụng cái biện pháp là xử lý cái cỏ đó trước khi gieo trồng. Như vậy là cách thứ nhất là chúng ta bơm nước, như vậy là cỏ nó mọc nó lên, sau đó mình cài dập xuống là diệt hết, tức là nhử cỏ mọc và cài vùi. Đó là biện pháp đầu tiên, tốn tiền một chút nhưng mà nó thân thiện. Biện pháp thứ hai cũng bơm nước nhử cỏ mọc lên, nhưng sau đó mình dùng thuốc không chọn lọc, mình xịt. Đó thì có các loại thuốc bán trên thị trường theo hướng dẫn, bà con xử lý là nó chết sạch. Đó là giải quyết cái bài toán đó. Sau đó hết cái thời gian cách ly khoảng 7 ngày, chúng ta phải cài trục bình thường, chúng ta trồng một cái vụ mới. Tuy nhiên là cái vậy, có những trường hợp nông dân không làm được cái đó, thì chúng ta phải xử lý cái giải pháp là dùng thuốc tiền nảy mầm. Thì đây bà con biết á, là cái hạt lúa cỏ nó giống như hạt lúa của mình thôi, nó không có khác gì hết á. Đó, mà mình nhờ cái tiền nảy mầm mình có thể diệt được cái hạt lúa cỏ, vì cái lúa cỏ, lúa rài đó cũng giống hạt lúa thôi. Đó là gì? Đó là trong cái thuốc cỏ tiền nảy mầm nó có hai cái chất. Chất thứ nhất là chất độc đó, và chất thứ hai là thuốc giải. Như vậy thì trong cái trường hợp dùng thuốc tiền nảy mầm, nó liên quan tới cái ngâm ủ hồi nãy đó. Nếu ai sử dụng cái thuốc tiền nảy mầm phải ngâm ủ ra mọng ra càng, để nó có cái mầm và có cái rễ, cái nó hút cái chất độc, nhưng mà nhờ cái rễ, nó có cái rễ hút chất giải, thành ra là cây lúa chúng ta an toàn, sống được. Và như vậy tại sao mà các nhà sản xuất người ta khuyến cáo những cái thuốc tiền nảy mầm xử lý sớm từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ ba? Đó là gì? Tức là lựa vào cái giai đoạn là lúa cỏ nó mới có nước, hút nước, sưng mép thôi, tức là rễ chưa mọc. Bà con biết là lúa thường mình phải ngâm 24 giờ, ủ là 24 tới 36 giờ là nó mới ra rễ. Còn bây giờ mới có bơm nước vô thì hạt lúa cỏ, hạt cỏ nó hút nước, nó sưng mép, chưa ra rễ. Tận dụng cái thời khắc này chúng ta đưa thuốc tiền nảy mầm vô, như vậy là cái hạt giống chúng ta hút cả thuốc độc, hút cả thuốc giải, an toàn, sống được. Còn cái hạt lúa rài, hạt lúa cỏ đó, hạt cỏ hút cái chất độc vô, nhưng vì không có rễ hút cái chất giải độc, thành ra nó bị chết. Do đó là chúng ta sử dụng cái tiền nảy mầm để diệt cái loại mà không trồng mà mọc, thì chúng ta xử lý cái giải pháp đó. Một cái nữa là gì? Để phân biệt. Như vậy là ở đây nó phân biệt, nếu mà giữa lúa và cỏ đó, hồi nãy tôi chỉ rồi, nó không lặp lại nữa. Nó quan sát hình thức rồi nhổ lên, thấy cái rễ nó to hơn, mọc nhanh hơn, gốc bẹ nó tím. Bây giờ giữa lúa không trồng với lúa mình trồng, thì mình phải quan sát theo cái điều kiện là đặc tính giống. Như vậy là những cái lúa quang, lúa ma kia đó là có những cái điểm nó khác, là cái quần thể mà mình trồng, những cây dị dạng, những cây mọc trước, cây mọc sau, cây cao hơn, cây thấp hơn, những cái cây màu sắc nó khác, những cái lúa mà không muốn trồng nó mọc thì mình phải phân biệt. Mà như vậy là cái này cũng rất khó cho nông dân. Nông dân không thể nào nhìn nhận ra được anh nào là trồng, anh nào không trồng. Tại vì cái giai đoạn đầu giữa cây lúa A, cây lúa B này nó là lúa hết, nó rất giống nhau. Tốt nhất là chúng ta quản lý sớm ngay từ đầu, như những giải pháp mà chúng tôi đã trình bày với bà con mình. Chứ đừng có chờ mà tới 30 ngày rồi, lúc đó mình mới phát hiện tất cả là lúa cỏ và chưa chắc đã thu hoạch được, lúa ma chưa chắc đã cho năng suất. Đó, thì trên đây một vài ý kiến trao đổi cùng bà con, mong rằng bà con quan tâm về cái lúa cỏ và cỏ, vì ông bà mình nói là công làm là công bỏ, mà công làm cỏ là công ăn. Thành ra cố gắng nắm bắt tới những yếu tố kỹ thuật để quản lý cỏ và lúa cỏ một cách tốt nhất. Chúc bà con thành công. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Chúng tôi có nhận được những câu hỏi của khán giả qua đường điện thoại. Trước nhất là câu hỏi của khán giả tên là Trần Văn Kim ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Khán giả hỏi như thế này: sinh học là gì? Hóa học là gì? Xin định nghĩa kỹ lại để có thể sử dụng được nhiều cái sản phẩm sinh học hơn. Khán giả này có vẻ quan tâm nhiều đến sản phẩm sinh học, nên nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho khán giả Trần Văn Kim. Dạ, thưa anh Trần Văn Kim, anh với tôi chắc có bà con ha, cùng họ đấy. Thì thế này, anh cũng quan tâm rất nhiều đến cái vấn đề làm sao mình phân biệt được cái thế nào là cái sinh học, thế nào là hóa học. Thật ra thì nếu mà mình nói giải thích thì nó dài, nó lâu lắm. Bây giờ nói cho nó gọn thôi. Ở đây thì quan tâm đến cái vấn đề gọi là chế phẩm sinh học.
tức là những cái sản phẩm, ví dụ mình mua về cái mình sử dụng đó, ví dụ như thuốc trừ sâu trừ bệnh, mà cái nào là sinh học, còn cái khác thì cái nào là hóa học. Thì chế phẩm sinh học là những cái hoạt chất mà trong chai mình ghi đó thì nó có nguồn gốc, hoặc là nó là những cái vi sinh vật còn sống, ví dụ như con nấm, con vi khuẩn hoặc là con virus, tức là những cái loại này đó khi mình phun lên nó diệt chết con sâu, diệt chết con côn trùng để bảo vệ cây trồng. Đấy. Hoặc là những cái loại sinh vật có ích, thí dụ như là những loại thiên địch. Ở nước ngoài đó là người ta bán luôn những cái sản phẩm, ví dụ như con ong ký sinh. Đấy, mình mua về cái mình rải cái trứng ong ra ngoài. Đấy. Hoặc là những cái nhộng, những cái con mà có lợi đó, mình đem ra ngoài mình rải, thì khi nó nở ra thì nó ăn những cái con có hại. Đấy. Hoặc là những cái con nhện mà ở cái dạng mà nó ngủ đó, mình đem về mình rải ra trên đồng thì con nhện nó ra ngoài nó ăn con nhện khác. Cái đó cũng là sản phẩm sinh học. Hoặc là những cái chất mình ly trích, thí dụ như là Tân Thành hồi nãy giờ mình đang bàn đó, có những cái chất nguồn gốc là chất sinh học, tức là những chất này là gì, ly trích từ thực vật này, từ cây cỏ, hoặc là những cái loại cây mà có những cái chất trong đó mình lấy ra, là khi mình phun lên thì nó có khả năng gì, nó hỗ trợ cây trồng nó phát triển lên, nó tăng cường cường lực, nó phát triển tốt, thì cái đó cũng là những cái sản phẩm gọi là có nguồn gốc sinh học. Thế bây giờ ngược lại thì hóa học là cái gì? Thì hóa học là những cái chất, thường là những cái chất độc mà được sử dụng trong bảo vệ thực vật. Nguồn gốc là chất hóa học. Đây, có thể là tổng hợp, hoặc là có thể là người ta nghiên cứu từ những cái hợp chất có tự nhiên, vô cơ, hữu cơ gì đó. Nói chung là khi sử dụng thì cái mục đích là nó diệt côn trùng, nó diệt các loại nấm bệnh để bảo vệ cây trồng. Thì đó là những cái sản phẩm hóa học. Thế bây giờ nó khác nhau ở chỗ nào? Thuốc hóa học thì thường thường khi mình phun lên thì có tác dụng là nhanh, sâu bỏ chết rất lẹ. Nhưng mà thường thì nó gây độc, bởi vì nó là những chất gọi là chất hóa học mà cái độ độc nó cao, cho nên là nó sẽ làm cho gì, độc cái môi trường sinh vật trong đất trong nước, kể cả những con thiên địch. Như vậy thì thuốc hóa học là nó cái lợi ích là diệt nhanh diệt gọn. Cái này thường để dùng để quét sạch trong những cái trận mà thí dụ như là dịch lớn, thí dụ như những cái năm vụ hè thu năm 2006 đó, đúng chưa? Là rầy nâu nó quá nhiều đi, nó truyền bệnh dạng đồn sáng lá. Bây giờ mình phải xài thuốc hóa học chứ. Mình đem ra ruộng sử dụng ào ào đấy làm chi? Mình quét cho hết cái dần dịch đó đã. Rồi sau đó thì trên đồng ruộng nó sẽ cân bằng trở lại, nó có cái thế sinh học. Vậy thì thuốc hóa học thì nó có cái ưu điểm đó. Nhưng mà sinh học thì sao? Tác dụng sinh học thì chậm, sâu chết từ từ, đúng không? Không có chết liền. Rồi sau này đó là cái môi trường mình nó sẽ sạch sẽ, rồi những cái thiên địch thì nó cũng không ảnh hưởng. Như vậy thì có cái sự cân bằng giữa cái con có lợi có hại. Có nghĩa là khi chúng ta áp dụng cái thuốc sinh học thì cái môi trường mình nó tương đối nó tốt, và nó tạo một cái thế bền vững lâu đời. Có nghĩa là mình sử dụng thuốc này thì về những cái năm sau đó, nhiều khi mình không có xài thuốc hóa học nữa, mà hiệu quả nó vẫn tốt. Nói chung là hai cái xu hướng hiện nay là thuốc hóa học thì tác dụng nhanh, thuốc sinh học thì tác dụng chậm. Và thường thì thuốc sinh học, cái công nghệ mà mình chế biến nó tạo ra đó thì nó tốn kém, mà thiết bị nó phải cao cấp, nói chung là thường mắc tiền, cho nên bà con mình nhiều khi ngại không xài. Đó là cái yếu điểm của sinh học. Nhưng mà về mặt lâu dài đó, về mặt mình khai thác nông nghiệp một cách là bền vững đấy, thì chúng ta nên xài thuốc sinh học. Thì đó là cái cách mà bà con thấy là các cơ quan nhà nước, các viện trường luôn luôn khuyến khích. Thì hiện nay mình thấy có rất nhiều công ty họ mang cái chữ đầu tiên là gì, công ty cái gì đó sinh học, ví dụ Tân Thành đi, hoặc là những công ty khác cũng có cái chữ sinh học đầu nữa. Thì đó là cái xu hướng hiện nay, thì đó là những cái lợi ích về mặt chúng ta nên sử dụng thuốc sinh học. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi của khán giả tên là Phan Văn Triều ở Cai Lậy, Tiền Giang. Khán giả hỏi như thế này: để có cây lúa khỏe thì nên chăm sóc mạ như thế nào? Nếu như áp dụng sức mạnh sinh học có vượt qua được thời tiết khắc nghiệt hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng tư vấn cho anh Triều. Anh Triều thân mến, để cho có cây lúa khỏe ngay từ đầu thì như chúng tôi nói là phải áp dụng biện pháp tổng hợp. Do vậy thì chúng tôi xin nhắc lại là việc thứ nhất là làm đất. Như vậy để xử lý cái đất chúng ta đó là nó là loại bỏ là những yếu tố bất lợi đi. Đó. Và chúng ta làm sao đó ngăn chặn yếu tố bất lợi, tức là không có độc hại bởi phèn, bởi mặn, bởi ngộ độc hữu cơ. Đó, làm đất cho có một cái lớp đất nhuyễn, bùn nhuyễn cho cái rễ nó mọc tốt. Vấn đề thứ hai đó là cái hạt giống, tức là chọn giống đúng vùng sinh thái. Dùng mình có bị phèn phải chọn cái giống nó chịu phèn,
ví dụ thế, nhưng mà chất lượng hạt giống phải là cấp xác nhận, nó cho nó có tỷ lệ nảy mầm đảm bảo và cái cường lực mạ đó tốt. Và dĩ nhiên là hồi nãy giờ chúng ta đương bàn là những cái vấn đề sử dụng cái sức mạnh sinh học để chúng ta có thể tăng cái sức khỏe của hạt giống và nên làm đó. Và cây lúa thì nó rất cần cái phân bón sớm để ra rễ đẻ nhánh, như vậy phải bón phân, đặc biệt là phân lân, phân hữu cơ vi sinh, và bón cái đợt một sớm để cho nó có cái điều kiện ra rễ đẻ nhánh sớm đó. Và chúng ta phải quản lý nước cho nó phù hợp, thí dụ như gieo xuống là chúng ta phải chắc mộ cho ráo để cho cái cây nó mọc, chứ nếu mà đất quằn nó ngập nước thì cây nó bị chết. Dưới cái sức nóng mặt trời nó nung nóng cái lớp nước đó trên 50 độ thì cái cây nó bị héo, bị chết. Và dĩ nhiên chúng ta phải quản lý cỏ, để cỏ tùm lum hết thì nó tranh giành dinh dưỡng, nước và ánh sáng với cây lúa. Chúng ta phải quản lý cỏ thật tốt ngay từ đầu đó, bón phân, quản lý nước, quản lý cỏ, hạt giống tốt, thời vụ gieo xạ hợp lý để đảm bảo là đúng theo cái thủy văn con nước và né rầy, thì là tất cả những cái điều kiện đó thì giúp cho cây lúa khỏe sớm ngay từ đầu và đẻ nhánh thật là tốt. Vấn đề là áp dụng cái sức mạnh sinh học thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ trợ lực cho giúp cho cái cây lúa nó giảm bớt cái thiệt hại do bị stress bởi môi trường, khí hậu, điều kiện đất đai. Và cái đó thì được các nhà khoa học khuyến khích giảm bớt thôi, chứ còn mà gọi là vượt qua 100% là chưa chắc. Nếu mà nó phèn quá dữ dội thì có khi nó cũng bị chết chứ không phải không đâu. Thành ra là nhưng mà nên tăng cường cái sức mạnh sinh học trong bản thân của cái hạt giống và cái cây mạ non, và để giúp cho cái cây có điều kiện vượt qua những cái khó khăn bất lợi đó, có bị thiệt hại nhưng mà nhẹ hơn là không có sức mạnh sinh học. Do đó là chúng tôi khuyến cáo nông dân chúng ta nên áp dụng các giải pháp trợ lực cho cái cây con, cho hạt giống trong cái điều kiện ngày càng khó khăn với cái biến đổi khí hậu, thời tiết và dịch bệnh phát sinh rất là nhiều. Chúc anh Triều và bà con thành công. Xin cảm ơn. Dân, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của khán giả tên là Đoàn Văn Thành ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Khán giả hỏi với hai ý như thế này. Thứ nhất là xử lý giống bằng Lasti sẽ giảm 20% lượng phân bón đầu vụ. Như vậy sử dụng Lasti trong giai đoạn lúa đẻ nhánh thì có giảm được 20% lượng phân bón đón đồng hay không? Ý thứ hai khán giả hỏi là khi xử lý hạt giống bằng Lasti để gieo xạ trên vùng đất phèn thì hoạt chất nó có phát huy tác dụng như trên vùng đất phù sa hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Thạc sĩ Lê Công Bằng tư vấn cho anh Thành. Xin chào anh Thành, xin chào khán giả ông Đài. Thì trong quy trình sức mạnh sinh học của công ty Tân Thành, chúng tôi khuyến cáo đó, nếu mà áp dụng đúng quy trình sức mạnh sinh học, đặc biệt sản phẩm Lasti, thì chúng ta giảm 20% phân bón. Thì 20% phân bón này chúng tôi tổng cũng như là chia từng phần ra. Ví dụ chúng ta xử lý bằng Lasti, bằng xử lý giống thì chúng ta cũng giảm được 20% giai đoạn đầu. Chúng ta xử lý Lasti giai đoạn đẻ nhánh thì cũng giảm được 20% giai đoạn này. Và chúng ta xử lý Lasti giai đoạn phân hóa đồng thì cũng giảm 20%. Có nghĩa là trong quá trình đó chúng ta giảm từ 20% lượng phân bón. Ngoài ra khi xử lý Lasti thì mục đích đó là tăng cường lực cái cây lúa mình nó khỏe, thì nó vượt có điều kiện bất lợi như độc phèn. Còn nếu trường hợp đất phù sa của anh thì nó rất tốt, ngoài chuyện là nó không có phải chống chọi mà trước đó nó lại được cái bộ rễ tốt, nó hấp thu được nhiều dinh dưỡng thì lúc đó đẻ nhánh càng tốt hơn. Một số thông tin chia sẻ trên đây. Dân, nhân đây thì thạc sĩ có thể tư vấn thêm cho khán giả tên là Trần Trà Bớt ở Trần Đại Sóc Trăng cũng có hỏi tương tự, nhưng mà tôi thấy có khác một chút là tôi ngâm ủ cho lúa nước nanh, sau đó sử dụng Lasti liều lượng 20cc trên 10kg giống trong khoảng 12 giờ mới đem đi xạ. Hiện là lúa được 3 ngày, tôi có phun thuốc cỏ tiền nảy mầm. Xin hỏi là cách làm của tôi thì có hiệu quả cho cái việc bảo vệ cây mạ của lúa hay không? Xin chào anh Sà Bết. Thì nếu ý của anh thì cách sử dụng thuốc Lasti thì nó là đúng rồi. Cái thứ hai nữa sử dụng nước tiền nảy mầm cũng đúng. Tuy nhiên anh hỏi là làm cách đó như thế đó có hiệu quả bảo vệ cây mạ hay không? Xin thưa anh thì cái đó chưa có đủ. Một cái đủ tiên quyết nữa là cái kỹ thuật là làm đất của anh. Ví dụ như anh làm trường hợp hai trường hợp này tốt rồi, mà đất của anh là anh không cải tạo tốt và mới vừa cắt xong anh gieo xạ lần, thì lúc đó thì cái tình trạng đất hữu cơ nó xảy ra, hoặc là trường hợp đất anh phèn quá anh không cải tạo thì lúc đó cái chúng ta làm những điều kiện tốt cái này để xuống thì cây lúa cũng không phát triển được, thì chúng ta không phải bảo vệ cây mạ. Cái điều tiên quyết nhất là anh phải cải tạo đất tốt, làm đất tốt, thì lúc đó anh áp dụng hai pháp này nữa thì mới bảo đảm được bảo vệ cây mạ trong giai đoạn đầu. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Khán giả tên là Dương Giang Hậu
Hậu ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp có hỏi như thế này: ruộng lúa xạ từ rằm đến giờ mưa liên tục, ngày nào cũng mưa, xin hỏi có biện pháp nào để giảm lúa chết giống hay không?